Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ với giá cao số 1 thị trường. Các bạn hay tin gì chưa? Hiện nay những dòng iPhone đời cũ từ 11 Pro Max cho tới 12 Pro Max đều đang tăng giá hàng loạt, còn những dòng iPhone đời mới như là 14 hay 15 thì nó lại giảm giá. Vậy cho nên thời điểm này chính là cơ hội để lên đời những dòng iPhone đời mới, không thể hợp lý hơn dành cho những anh em nào đang dùng những con iPhone đời cũ như là 11 hay là 12 Pro Max. Ví dụ như với con 11 Pro Max này đi, giá bán của nó vừa mới tăng lên 500k. Nếu mà tháng trước các bạn mang đi bán lại thì chỉ bán được khoảng 7 triệu thôi. Nhưng mà qua tháng 7 này có thể bán được tới 7 triệu rưỡi lận. Rồi còn 12 Pro Max nữa, tháng trước nếu như chỉ bán được tầm 10 triệu thì tháng này là bán được tới những 11 triệu. Thật sự á thì mấy tháng qua hai con này lúc nào cũng giảm giá hết các bạn à. Vậy mà qua tháng này lại tăng giá mà còn tăng nhiều luôn á nha. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Khi mà hai con này nó giảm giá các bạn mua quá nhiều, dẫn đến á là số lượng bây giờ còn rất là ít. Cung ít hơn cầu thì đương nhiên là giá phải tăng thôi. Tuy vậy thì đây sẽ là một tin rất vui dành cho các bạn nào đang muốn bán lại con 11 Pro Max và 12 Pro Max. Giá tăng cao thì các bạn sẽ bán lời hơn đúng không? Đỡ phải bù thêm tiền khi mà nâng cấp lên đời máy mới nữa. Nên đây là thời điểm vàng để các bạn bán lại máy cũ và lên đời iPhone mới đó nha. Nhớ là phải tận dụng thời điểm này nha. Chứ chờ tới tháng sau là đảm bảo nó lại giảm giá đó, là không còn bán được nhiều tiền như vậy đâu. À, với lại hiện tại thì iPhone 15 series đã bắt đầu có nhiều hàng line new rồi nha các bạn. Có nhiều hàng, nhiều lựa chọn nên là mức giá sẽ cực kỳ tốt dành cho các bạn nào đang muốn lên đời iPhone 15 luôn. Như con iPhone 15 Pro Max này đi, bản 256GB đã có hàng line new với mức giá là 25 triệu. 15 Pro 128GB thì còn chưa tới 20 triệu, có 19 triệu 8 thôi. Và nếu mà các bạn bỏ ra thêm 500k nữa, tức là khoảng 20 triệu 3, thì đã có luôn một con iPhone 15 Pro hàng sạc X mới chỉ có sạc nước 2-3 lần thôi, pin vẫn đang là 100%. Tuy là máy cũ đó, nhưng mà không hề có một vết trầy xước, y chang máy mới luôn. Các bạn mua về xài với mức giá chỉ có hơn máy cũ có 500k thì phải nói là quá hợp lý luôn nha. Với iPhone 15 Plus và iPhone 15 thì đương nhiên là rẻ hơn nhiều rồi. Giá cho 15 và 15 Plus với cùng là bản 128GB, máy 99% chỉ có 16 triệu và 17 triệu rưỡi thôi. Bản mà chưa add tiếp thì cũng chỉ có 16 triệu 7 và 19 triệu, tức là hơn hàng cũ có khoảng 1 triệu rưỡi thôi nha. À mà con 15 Plus này cũng có hàng sạc nước bên 100% nha các bạn. Giá đắt hơn hàng cũ có 500k thôi, chỉ có 18 triệu 1, rất là hợp lý luôn nha. Sau iPhone 15 thì đương nhiên là tới iPhone 14 series rồi. 14 series mình thấy là giảm giá khá nhiều trong tháng vừa qua luôn đó nha. Lý do là bởi vì có rất nhiều bạn đang muốn lên đời con iPhone 15 mới nhất, nên là các bạn đó đã bán lại con iPhone 14 của mình để lên đời iPhone 15. Và đoán xem ai là người được hưởng lợi nào? Đó chính là những người dùng muốn mua con 14 chứ đâu. Các bạn đó bán lại nhiều, dẫn đến là tụi mình đang có một kho iPhone 14 rất là nhiều luôn, nên đương nhiên là phải giảm giá rồi. Như con iPhone 14 này đi, tháng trước nó đang là 12 triệu 3, mà bây giờ đã giảm 300k, chỉ còn có 12 triệu thôi. 14 Plus cũng vừa được giảm giá từ 13 triệu 6 xuống chỉ còn 13 triệu 4. 14 Plus cũng có hàng sạc X bên 100% nha các bạn. Giá đang là 15 triệu 1, hơn hàng line new có 1 triệu rưỡi thôi. Với iPhone 14 Pro thì nó cũng được giảm giá luôn nha các bạn. Bản 128GB, máy line new bây giờ chỉ còn có 17 triệu 3 thôi. Thậm chí là hàng sạc X bên 100%, giá nó cũng chỉ đang là 18 triệu 6 thôi. Tính ra là mắc hơn máy cũ chưa tới 1 triệu rưỡi luôn đó. Với iPhone 14 Pro Max thì nó là con duy nhất trong dòng 14 series mà không bị giảm giá, mà còn tăng lên 300k luôn đó nha. Bây giờ giá của nó đang là 20 triệu 3 cho bản 128GB, máy line new. Tháng trước nó giảm giá sốc quá mà, các bạn mua nhiều như vậy nên bây giờ giá tăng nhẹ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy vậy thì với hàng sạc X pin 100%, giá nó vẫn giữ nguyên là 21 triệu 4 nha. Cao hơn máy cũ có tầm 1 triệu thôi đó, rất là hợp lý luôn. Tiếp theo, sau iPhone 14 sẽ là tới iPhone 13 series. 13 series là một dòng mà mình thấy các bạn không dành quá nhiều sự quan tâm cho nó. Khi mà ở thời điểm hiện tại, nó không có quá nhiều người mua, cũng ít người bán lại. Dẫn đến là giá của nó gần như không hề thay đổi so với tháng trước. Lý do mà các bạn không dành nhiều sự quan tâm cho nó cũng khá là dễ hiểu. Khi mà dòng 13 với 13 Pro và 13 Pro Max mấy năm trước gặp những cái fault về lỗi màn hình, xanh màn, sọc màn các kiểu. Nhưng mà nếu vậy thì mình khuyên là các bạn cứ yên tâm đi. Hiện tại thì dòng 13 Pro và 13 Pro Max tại vì tablet là những phiên bản máy Mỹ, nên tình trạng lỗi màn gần như là không còn xảy ra. Các bạn mua về xài sẽ rất là yên tâm, không còn xanh màn, sọc màn các kiểu đâu. Người ta đã fix hết rồi. Vì tablet tụi mình tự tin bảo hành cho các bạn tận 1 năm riêng cái lỗi màn hình này luôn, nên là cứ thoải mái mua, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa đâu nha. Hiện tại 13 Pro và 13 Pro Max tại vì tablet cũng đang có giá rất là tốt rồi. Cùng là bản 128GB, máy line new thì 13 Pro sẽ có giá là 13 triệu. Với 13 Pro Max thì sẽ có hàng sạc X pin 100%, giá cũng chỉ đang có 16 triệu 6 thôi, hơn hàng cũ chưa tới 1 triệu rưỡi luôn đó. Với iPhone 13 thì chúng ta chỉ cần hơn 10 triệu một chút là đã có thể mua được rồi nha các bạn. Giá hiện tại đang là 10 triệu 8 cho phiên bản 128GB, máy line new, rất là ngon luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với hai dòng máy mà nó đã bị tăng giá rất nhiều trong tháng 7 này. Hồi nãy mình cũng đã nói ở đầu video rồi đó, đó là iPhone 11 và iPhone 12 series. Lúc nãy mình chỉ mới nói tới 11 Pro Max và 12 Pro Max thôi. Bây giờ thì mình sẽ liệt kê hết luôn nha. Bắt đầu với iPhone 12 trước đi. Với iPhone 12 tháng trước nó là 7 triệu, nhưng bây giờ đã tăng lên 300k rồi, lên thành 7 triệu 3.
bản 64GB máy Lightning nha các bạn. iPhone 12 Pro cũng tương tự khi mà bản 128GB 99% đã tăng từ 9 triệu 3 lên thành 9 triệu 6. 12 Pro Max thì như mình đã nói hồi nãy rồi đó, bây giờ đã tăng lên thành 12 triệu rồi. Tuy vậy thì đây chỉ là tin buồn đối với các bạn đang có ý định mua iPhone 12 thôi. Với bạn nào đang có ý định bán lại để lên đời các dòng iPhone đời mới thì chắc chắn là các bạn đang mừng thầm trong bụng đúng không? Giá tăng cao thì đương nhiên là các bạn sẽ bán lại được với giá cao hơn rồi, đỡ phải bù thêm tiền khi nâng cấp iPhone đúng không? Với iPhone 11 thì cũng tương tự như vậy. Bản 64GB 99% của iPhone 11 đã tăng nhẹ lên thành 5 triệu 6. 11 Pro thì nó không thay đổi quá nhiều nha, giá đang là 6 triệu 8. Còn với 11 Pro Max thì như mình đã nói hồi nãy rồi đó, tăng khủng khiếp luôn, từ 7 triệu 8 lên thành 8 triệu 6. Trời ơi, tháng trước các bạn mua nhiều quá mà. 11 Pro Max là con máy mà tụi mình đã bán được nhiều nhất trong tháng vừa rồi luôn, nên là bây giờ số lượng nó không còn nhiều nữa, tăng giá nó cũng phải thôi. Thôi thì xin chia buồn với những bạn nào đã không mua kịp 11 Pro Max trong tháng vừa rồi nha. Nhưng mà như mình đã nói đó, nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Những bạn nào đang xài 11 Pro Max đang có ý định nâng cấp lên điện thoại mới thì trong thời điểm nó tăng giá như vậy, hãy đem đi bán lại để nâng cấp liền đi nha. Chứ không là tháng sau nó giảm giá là không có được hời như vậy đâu. À, ngoài ra thì mình cũng sẽ điểm qua một số dòng iPhone cũ hơn có mức giá siêu rẻ cực kỳ bình dân, nhất là các bạn học sinh sinh viên nếu như không có quá nhiều tiền cũng có thể mua mấy con iPhone này nha. Đầu tiên là iPhone SE Max, giá cho bản 64GB máy Lightning đang chỉ có 5 triệu 6 thôi, tính ra là giảm 400k so với tháng trước luôn đó. iPhone XS thì cũng chỉ đang còn 4 triệu 6, XR thì giá sẽ là 4 triệu 7, iPhone X thì giá đang còn 4 triệu, iPhone SE 2020 thì giá còn rẻ hơn nữa, có 3 triệu thôi. iPhone 7 Plus thì cũng bằng giá là 3 triệu nha, nhưng mà sẽ là bản 32GB thôi nha các bạn. Và đó là bảng giá của những con iPhone đang có mức giá rất tốt ở thời điểm tháng 7 2024 này. Đối với những bạn đang xài iPhone 11 và iPhone 12 series thì đây là thời điểm vàng để các bạn bán lại và nâng cấp lên đời những dòng iPhone đời mới đó nha. Nhớ tận dụng, không là tháng sau nó giảm giá là không có bán lại được với giá cao như bây giờ đâu nha. Và các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cuối cùng thì nhớ like video này và theo dõi kênh Viettablet nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.